Chào mừng các bạn đã quay lại với cẩm năng PUBG Mobile. Trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem bản cập nhật 2.2 có gì mới nhé. Trong bản cập nhật lần này, có rất nhiều thứ và tính năng mới được thêm vào trò chơi. Nhưng một trong những điểm tuyệt vời nhất là các trạm nhiên liệu hoặc trạm xăng. Nó đã được ra mắt và thực sự có thể sử dụng. Nếu xe sắp hết nhiên liệu, bạn chỉ cần dừng lại ở một trạm xăng để tiếp thêm nhiên liệu. Và thời gian đổ sẽ phụ thuộc vào mức nhiên liệu còn sót của bạn. Tiếp theo, có 3 cảng mới được thêm trên bản đồ Riengel. Cảng đầu tiên ở Perry Pier, cảng thứ hai nằm dưới Farm, bạn có thể thấy trên bản đồ như vậy. Cảng cuối cùng là trên đảo Sonovka ngay phía dưới Sonovka Military Base. Những cảng biển này chứa khá nhiều chiến lợi phẩm tùy thuộc vào vận may của bạn, nhưng quan trọng nhất là có thuyền trong trường hợp bạn muốn cắm trại trên cầu. Bạn luôn có thể đến các cảng này để qua cầu bằng thuyền. Giờ đây, cốp xe có thể sử dụng làm nơi lưu trữ cho chiến lợi phẩm của bạn. Bạn chỉ cần vào túi đồ khi ngồi trong xe và bạn có thể tùy chọn cốp như trong hình. Bạn có thể lưu trữ tất cả đồ của mình hoặc chia sẻ cùng đồng đội. Kế đến là trạm xe đạp. Bạn có thể lấy xe đạp và di chuyển. Vị trí của nó nằm ngay trên Stable. Cũng sẽ có nhiều trạm xe đạp như thế này nữa. Nếu bạn phát hiện ra ở đâu, hãy để lại bình luận cho anh em cùng biết nhé. Tiếp tới là một tòa bệnh viện đã bị phá hủy. Những bức tường bị phá hủy có các lỗ to trên trần và tường. Cấu trúc của Minta Power Plant cũng được thay đổi một chút. Nhà phát hành cũng thêm một flash shop mới, chúng sẽ xuất hiện ngẫu nhiên và bạn có thể mua hàng giảm giá từ đó. Trong tòa bệnh viện, đôi khi bạn sẽ tìm thấy những thùng cứu sinh như vậy, trong đó sẽ có bộ sơ cứu, shop token hoặc vũ khí. Tiếp theo là những cập nhật về súng trong phiên bản 2.2, bắt đầu từ súng Mini 14. Độ giật đã được cải thiện, sát thương cũng được tăng từ 46 lên 49. Nhưng trên thử nghiệm, nó thực sự tăng từ 46 lên 54, tức là khoảng 17%, nó là gây sát thương nhiều hơn phiên bản cũ. Đối với SKS cũng vậy, nó được cải thiện về sát thương từ 53 lên 55, còn trong thử nghiệm là 53 lên 57,7. Và độ giật cũng được cải thiện đáng kể, độ giật của các phát bắn đơn giảm xuống một chút và hình chữ thập trở nên ổn định nhanh hơn và tăng tốc độ hồi phục độ giật cũng như giảm độ rung màn hình khi bắn. Súng AUG A3 cũng được tăng 5% sát thương từ 41 lên 43 và tốc độ bắn cũng tăng lên khoảng 13% so với bản cũ. Điều này thực sự tốt, hơn thế, tốc độ thay đạn cũng được giảm nên bây giờ tốc độ nạp đạn nhanh hơn trước. Cuối cùng, súng MK14 bị giảm sát thương và cũng bị giảm tốc độ bắn một chút, nhưng MK14 được tăng tốc độ đạn và cũng được giảm độ giật một chút. Và đó là tất cả những cập nhật về bản đồ, tính năng và súng trong phiên bản 2.2. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu bạn thấy hay, hãy để lại một like, một subscribe để theo dõi các video sau bạn nhé. Còn giờ thì vào ngay game để trải nghiệm bản cập nhật 2.2 nhé.